Thưa quý vị, trước sự xâm lấn ngày càng nhiều của những loại thực phẩm bẩn nói chung và mối lo về sức khỏe, thì người tiêu dùng bắt đầu quan tâm hơn đến những sản phẩm an toàn cũng như là những sản phẩm rau hữu cơ, như là một túi rau mà Kim Chi đang cầm trên tay đây ạ. Tuy nhiên là mỗi ngày đi chợ thì chắc chắn quý vị đều luôn băn khoăn rằng không biết đâu mới là rau sạch. Và ngày hôm nay để giúp cho quý vị có thể nhận diện cũng như là có được một cái nhìn tổng quan hơn về phương pháp trồng rau hữu cơ, thì xin mời quý vị hãy cùng Kim Chi, một sở thị, một trong những đơn vị trồng rau tại thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ đã được ghi trên bao bì này nhé. Địa điểm mà biên tập viên Kim Chi lựa chọn tham quan đó chính là mô hình trồng rau theo phương pháp hữu cơ của bác sĩ dinh dưỡng Trần Ngọc Diệp và kỹ sư hóa giảng viên Đại học Kiến trúc Nguyễn Thị Quỳnh Viên mang tên Happy Veggie tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trên diện tích 5.000m² với hơn 10 loại rau ăn lá theo mùa như rau muống, mồng tơi, các loại cải, rau dền, rau đay. Đây là trang trại sản xuất rau hữu cơ theo nguyên tắc 6-0 với mục tiêu đảm bảo hệ sinh thái cây trồng. Bên cạnh đó, tạo ra những sản phẩm có chất lượng, an toàn cho người sử dụng, đem lại hiệu quả kinh tế, cũng như duy trì và nâng cao độ màu mỡ của đất. Vậy phương pháp canh tác rau hữu cơ theo nguyên tắc 6-0 có gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Thưa quý vị, lúc này thì Kim Chi đang có mặt tại vườn rau hữu cơ Happy Veggie và xin được giới thiệu cùng quý vị, đây là chị Quỳnh Viên, là quản lý sản xuất tại đây ạ. Em chào chị Viên ạ. Chào Kim Chi. Chào quý vị khán giả. Chị Quỳnh Viên có thể chia sẻ cho em về cái nguyên tắc mà mình trồng rau hữu cơ, nhưng mà ở đây mình lại có cái nguyên tắc 6-0 đó là như thế nào hả chị? Canh tác rau hữu cơ thì mình sẽ dựa vào nguyên tắc 6-0. Thứ nhất là mình sẽ không dùng thuốc trừ sâu và không phục dùng thuốc diệt cỏ. Thứ hai là mình sẽ không dùng phân bón hóa học. Thứ ba là mình sẽ không dùng chất bảo quản. Thứ tư là mình không trồng trên đất và nước ô nhiễm. Và thứ năm đó là mình không dùng giống biến đổi gen. Và thứ sáu đó là không dùng chất kích thích tăng trưởng. Với một cái quy trình mà trồng rau theo phương pháp hữu cơ đó, thì mình sẽ tiến hành nó như thế nào hả chị? Ban đầu thì mình phải chuẩn bị dinh dưỡng cho nó. Thì dinh dưỡng chủ yếu ở trong vườn của mình đó là dinh dưỡng về phân bò và phân đạm cá. Và cái đó là mình phải tự ủ ở trong vườn. Với một cái vườn tầm khoảng 5.000m² của mình thì mình phải có một cái vườn ươm nó như thế này. Thì nguyên tắc của mình ở đây là mình sẽ giữ cây ở trên đất, trên ruộng của mình á, càng ít thì cái khả năng phát bệnh của nó càng chậm. Khi nào thì mình sẽ tiến hành để trồng nó trên đất ạ? Tỉa trên khay giữ trong đây 15 ngày, sau đó mình mới đem ra ruộng. Thì khi có một cái môi trường mới và hoàn toàn sạch thì nó sẽ lên tốt là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái bầu rễ, các bạn nhấc cái bầu lên, cái rễ của mình nó không bị động như thế này, nó sẽ nguyên một cái cây như thế này. Mình làm đứt rễ đi á thì mình phải dùng tới kích thích tăng trưởng. Cho nên là với cái cây mà mình chăm sóc hữu cơ á, thì mình phải bảo quản được thứ nhất là về rễ này, thứ hai là phải đủ độ dinh dưỡng và thứ ba là phải cân bằng sinh thái. Chị có thể chia sẻ thêm về cái việc mà mình duy trì hệ sinh thái tại vườn rau nó như thế nào hả chị? Tức là mình sẽ trồng xen canh. Các bạn vào một cái vườn mà các bạn thấy chuyên canh thì các bạn biết rằng là vườn đó không cân bằng sinh thái. Thứ hai nữa là để đẩy nhanh cái mức độ mà cân bằng sinh thái tới cái trạng thái là nhanh nhất á, thì mình sẽ sử dụng thêm những chủng vi sinh có ích, mình sẽ bổ sung cho vườn của mình trên cái nước tưới cây. Trong cái vườn mà mình trồng hữu cơ đó thì mình rất là dễ nhận biết, vì trong đó là cái hệ sinh thái của mình cân bằng, tức là những cái con vật mà sống ở trong đất nó cũng rất là đa dạng. Dạ, bởi vì ở đây là mình thấy là có... Em sẽ thấy là có rất là nhiều thứ ở trên bề mặt này là em đã nhìn thấy rồi đúng không? Dạ. Sâu chiếu này, bò rất là nhẫn nhơ. Dạ. Rồi ở phía dưới mà mình thọc xuống dưới một chút đó là mình sẽ thấy trùng ở phía dưới. Con này mình có phải bắt ra không chị? Con này nó tự nhiên này, con này nó không có, gọi là nó không có hại gì mấy cho cái cây của mình. Dạ. Mình chuyển từ cái vườn ươm ra đây, ra ruộng. Thì mình sẽ thấy là sau 2 ngày á, thì cái cây nó bắt đầu nó phát lên cái lá thứ năm rồi. Từ cái khu vực mà ươm giống đem ra đây thì mình sẽ phải quan sát cũng như là chăm sóc nó như thế nào để nó phát triển đều hả chị? Mình sẽ nhìn cái lá của nó có nở ra hay không sau 3 ngày. Khó khăn nhất của mình đó là nhổ cỏ. Đó là tại vì cái thời gian ở trên đây thì cỏ dại nó sẽ mọc sen. Cho nên là các bạn phải đi nhổ cỏ này. Rồi cái phần tưới thì ngày nào dĩ nhiên là cũng tưới rồi.
và mình cho đạm cá một lần, và vi sinh thì hàng tuần các bạn sẽ phun lên cho cây. Mình sẽ kiểm soát cái phần nước tưới nó như thế nào hả chị? Khi nước tưới thì mình quan tâm nhất đó là pH ở trong nước tưới, và mình muốn nâng cái pH lên thì mình sẽ dùng một cái hệ đệm vi sinh. Thì cái hệ đệm vi sinh nó thì mình luôn luôn là để vào trong cái nước, bể nước, và mình bơm nước vào tầm 24 tiếng. Khi mà vi sinh mình nó hoạt động thì pH nó sẽ được nâng lên là gần với 7. Thì với cái pH mà gần tới 7 thì cái hệ vi sinh có ích của mình nó sẽ phát triển tốt. Trong khi đó thì những cái hệ vi sinh mà nó có hại giống như là tả này nọ thì nó lại là bị ức chế. Ngoài cái việc nước tưới thì cái phần che chắn cho rau thì em thấy mình cũng khá là cầu kỳ, nào là lưới, nào là màng nữa. Thì cái lý do mà mình làm việc này là như thế nào chị? Thì khi mà mình che chắn cho rau là để phù hợp với lại là cái khả năng sinh trưởng của cây. Ví dụ khi mà cây nhỏ thì các bạn cần che nắng vào buổi trưa, thì che tầm khoảng 10 ngày á, thì khi mà cái cây nó nhóng lên rồi á, bộ rễ nó đã phát triển cứng cáp rồi á, thì bắt buộc mình phải kéo ra để cây nó lại đủ ánh sáng để quang hồng. Và khi mà vào mùa mưa, các bạn thấy là vào mùa nắng thì ở vườn của mình là không có cái bạt ni lông ở phía trên, nhưng mà mùa mưa thì mình phải che. Mình buộc phải che, cái che đó thứ nhất á, là nó sẽ không có cuốn cái phần phân ở trong đất, cái phần dinh dưỡng ở trong đất của mình đi. Để bảo vệ cái phần dinh dưỡng của đất thì bắt buộc mình phải che. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ bảo vệ được cái nguồn oxy ở trong đất. Tức là khi mà mưa xuống thì đất của mình nó sẽ bị dẻ lại, nó cứng lại. Và cái bộ rễ của mình nó không đủ oxy để nó hở. Như vậy thì đó là cách mà mình bảo vệ về cái nguồn oxy và dinh dưỡng cho đất. Như cái luống rau cải này thì chắc là chuẩn bị đến giai đoạn thu hoạch rồi. Đúng hả rồi, chị? Ngày hôm nay là đến ngày thu hoạch rồi em. Thật sự là khi mà đến vườn thì em mới cảm nhận được cái việc mà mình trồng rau hữu cơ thật sự nó không có đơn giản đúng không chị? Tức là nó sẽ tốn rất là nhiều công sức. Từ khi mà mình gieo cái hạt xuống, mình chăm ở trong vườn cho tới lúc là mình đem ra ruộng mình cấy xuống, thì công sức mình đổ cho một cái cây rau hữu cơ rất là nhiều. Thường là mình sẽ thu hoạch vào cái buổi nào và mình đóng gói vận chuyển nó như thế nào chị? Thông thường là chiều mát là mình sẽ thu hoạch. Khi thu hoạch thì các bạn nhổ cây cải lên rất là nhẹ nhàng và cắt gốc cây, giữ cho cây thật là sạch. Tức là mình sẽ làm những cái động tác là lấy những cái tác nhân vật lý ra thôi, rồi sau đó để sạch. Và sáng hôm sau 4 giờ sáng các bạn sẽ đóng gói đưa ra cửa hàng là trước 6 giờ sáng. Thường ở các chợ hoặc là những cái nơi bán hàng thì mình cũng không thể nào kiểm soát được, hoặc là rau nó sẽ bị trà trộn á. Với một cái người mà gọi là có kinh nghiệm cũng như là có chuyên môn như chị thì chị có cái cách nào để tư vấn hoặc là khuyến cáo người tiêu dùng phân biệt được đâu là rau hữu cơ, đâu là rau sạch hay là rau bình thường không chị? Về cảm quan ban đầu mà khi người tiêu dùng mà mới nhìn vào người ta sẽ không biết được. Nhưng mà thông thường những người mà họ dùng rau hữu cơ hoặc là những rau quả mà đã trồng hữu cơ rồi thì họ ăn một thời gian rồi thì ăn cái rau khác người ta sẽ biết, người ta cảm nhận được cái độ gọi là cái mùi vị của nó, rồi cái độ giòn của cái rau nó khác hẳn cùng một cái giống rau trồng hai phương pháp khác nhau thì họ sẽ cảm nhận được. Vẻ bề ngoài đơn giản nhất về rau an toàn và cái rau mà mình trồng hữu cơ thì cái rau mình trồng hữu cơ thông thường cái màu xanh của nó là màu xanh lá mạ, tức là nó không có cái màu xanh mà màu xanh rất là sậm, và trên cái lá rau thông thường là nó sẽ không có được mướt, không có đẹp, và cái rau của mình nó sẽ cân đối hơn, tức là nó không quá to và quá cao, tức là cái bề ngang và cái bề cao của nó sẽ cân đối. Quý vị phải mất từ 40 đến 45 ngày chăm sóc tỉ mỉ từ lúc ra giống thì những loại rau này mới bắt đầu được thu hoạch. Và tuy nhiên trước khi có mặt tại các điểm bán cũng như là đưa loại rau này đến tay người tiêu dùng thì bản thân của chủ trang trại cũng đã phải kiểm nghiệm, kiểm tra về mặt chất lượng về những sản phẩm rau tại đây. Để rau Happy Veggie đến tay người tiêu dùng, tất cả đều phải trải qua rất nhiều công đoạn chăm sóc và khâu kiểm tra nghiêm ngặt, kiểm nghiệm mẫu đất, mẫu nước tưới, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, không phát hiện kim loại nặng, vi khuẩn gây bệnh, không phát hiện hoặc thấp hơn ngưỡng cho phép hàng chục lần. Ngoài ra, rau tại trang trại còn phải trải qua các xét nghiệm
để đảm bảo không có dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hàm lượng nitrat thấp hơn ngưỡng cho phép từ 30 đến 50 lần, chứng nhận sản phẩm được sản xuất đúng tiêu chuẩn VGAP. Khi sản phẩm rau của trang trại đạt chỉ số an toàn thì mới tiến hành đóng gói và cung ứng ra thị trường.